Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Ngữ Đầu Đồi Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette cũng được rất nhiều các bác mến mộ và săn tìm. Và điều đặc biệt là em này là nằm trong em top lồi đồng cối đá được đến từ tập đoàn Sáp. Em này có âm thanh cực kỳ khủng và cũng vô cùng lặng. Thì tôi xin phép được giới thiệu với các bác đây. Trước mắt các bác thì đây là một trong những con radio cassette được đến từ tập đoàn Sáp các bác nhé. Em này có model là GF888 hay còn gọi là GF3.8 các bác nhé. Em này thì về cơ bản là sử dụng hai cửa băng ở góc. Cặp loa của nó là bass 16cm và có hai loa check là 5cm. Em này có hệ thống chỉnh check bass phân lập rồi cân bằng loa. Các cái tính năng low lớt hoặc là các cái tính năng về băng từ là có đầy đủ hết các bác nhé. Em này sử dụng hai băng sóng AM và FM. Và FM của con này là full 108 luôn các bác nhé, full 108. Và con này có cả đường line in, line out và đường follow riêng biệt để có thể chạy cho các cái trường hợp chạy đĩa thang. Đây, tôi xin phép được quay khá chi tiết và cận cảnh để các bác tiện theo dõi. Đây, về các cái cơ bản của em nó thì các cái đường viền nước mạ còn rất là đẹp các bác nhé. Rất là ok. Em này sử dụng 100V AC và DC của nó là 12V các bác nhé. Đây, FM của nó full 108 các bác nhé. Full 108 luôn. Hai cửa băng góc và đặc biệt con này thì đầu từ còn quá mới các bác nhé. Từ còn quá mới, thế còn cái chất lượng âm thanh nó như thế nào thì lát nữa tôi sẽ thử các bác xem. Thì các bác sẽ thấy được cái chất lượng âm thanh của nó như thế nào. Từ còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Cả hai từ. Và từ con này là từ metan các bác nhé. Từ metan cho nên cho ra cái âm thanh vô cùng hay. Con này là một trong những dòng có cơ gọi là lồi đồng cối đá các bác nhé. Quá chắc chắn luôn. Có cả chỉnh tốc độ âm thanh, tốc độ của cassette các bác nhé. Tức là chỉnh nhanh chậm tốc độ của cassette đều có luôn. Đây, tôi xin phép được quay khá chi tiết cận cảnh 360 độ để cho các bác tiện theo dõi này. Em này là còn giữ được hình thức rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp. Tôi xin phép được quay rất là chậm để cho các bác tiện theo dõi. Và em này thì có cái phân khúc giá vô cùng êm, chưa đầy 5 triệu các bác nhé. Các bác đã có một con này Sáp GF3.8 chạy chất khủng và máy con này nguyên bản 100% các bác nhé. Đây, tôi xin phép được quay phía sau để các bác tiện theo dõi nhé. Tôi xin phép được tạm thời rút cái dây nguồn ra để tôi quay cho các bác phía sau. Đây các bác nhìn này, phía sau của em nó đây. Rất là đẹp luôn các bác nhé, tất cả các vị trí. Đây là cái trạm kết nối anten phụ các bác nhé, anten phụ. Và đây là model của sản phẩm các bác nhé, Sáp GF888, hàng chuẩn của Nhật Bản các bác nhé. Và đây là đường các cái đường kết nối của nó các bác này, line in, line out các bác nhé. Đây là đường follow các bác nhé, đây là đường line in và đây là line out. Đấy, rất là rõ ràng luôn. Thì tôi cắm tạm thời đường line out đây, lát tôi sẽ thử các bác luôn. Đấy, em nó còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Tất cả các cái vị trí vỏ vẻ rất là đẹp luôn. Ok, tôi đã quay các cái vị trí cơ bản nhất và tôi xin phép được test cái âm thanh để cho các bác tiện nghe cái âm thanh của nó. Với cái tầm tiền này thì các bác thấy cái âm thanh của nó quá mỹ mãn không? Đây, tôi xin phép được cắm đường điện của nó vào các bác này. Con này thì âm thanh của nó tôi đánh giá là rất là chất luôn. Đây, tôi xin phép được test cho các bác xem luôn. Cái ánh sáng mặt trời có vẻ hơi quáng luôn các bác. Tôi xin phép được quay cái hướng nào các bác nhìn dễ nhất có thể thôi. Ok, hướng này cũng rất là ok. Tôi sẽ test cho các bác luôn này. Đầu tiên là cái phần cassette trước các bác nhé. Cassette trước này. Đây, cassette của em nó đây. We'll be right back.
thầm người yêu bé nhỏ. Mượn chàng dây trắng hói dếm tâm tư. Cửa hai các bác này. Các bác thấy không? Tiếng rất chất luôn. Đấy, tiếng em nó rất là chất luôn. Con này thì cơ đồi đồng với đá luôn các bác này, tôi đi lại này. Đấy. Rất là chất luôn các bác nha. Đường xa chẳng. Đây tôi thử tính năng tìm bài cho nó còn các bác nhá. Cũng có cái còn cái không, không phải cái nào còn các bác nhá. Tôi cứ thử. Các bác luôn không. Ok, vẫn còn các bác nhé, rất là tốt rồi. Đấy. Các bác lưu ý là tìm bài đó là các bác ấn ở dưới này, còn trên là tua các bác nhé. Trên là tua, dưới là tìm bài luôn. Đấy. Hết sức là hay. Hết sức là hay ho luôn. Tìm bài vẫn tác dụng các bác nhé. Tìm bài lùi rồi, tôi thử tìm bài tiến xem có được không. Và em này có tới 5 nhớ các bác nhé. Lên này, có tới 5 nhớ liền. Ok, vẫn tốt các bác nhé. Các bác thấy quá chất luôn, quá chất luôn. Các bác thấy từ kêu như đĩa chưa? Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau? Hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Các bác xem, rất chất luôn. Đấy. Âm thanh của các xét con này thì tuyệt vời luôn. Tôi đánh giá là tuyệt vời bởi vì là con này đầu từ của nó qua cả hai đầu từ còn rất là ngon các bác nhé. Quá ngon luôn. Rất đẹp tên luôn. Về miền Tây. Đó, cả hai đầu từ của nó quá tuyệt vời luôn và hai cơ đều chạy hoàn hảo luôn các bác nhé. Tất cả những con này chạy hoàn hảo hết. Tự động set top cũng như là tìm bài các thứ bình thường hết các bác nhé. Tôi sẽ thử cái phần radio để các bác tiện theo dõi này. Đây radio của nó đây các bác này. Đây là các phần này là phần FM các bác nhá, FM. Tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Dòng chảy tin tức trong ngày có nhiều điều đáng quan tâm. Hãy làm. Cái hở màn gặp đội tuyển Singapore. Tông Khao và nút sao đây. Sau đây khoảng nữa đội tuyển U20 vẫn là yếu tố mà chúng ta sẽ không nó đang thấp chưa phục hồi của trước nỗi lo lắng. Sáng ngày 4 tháng 5. Ok, đó là phần FM các bác nhá. Phần AM nó đây các bác này. AM đây. AM rất là reo luôn. Em chạy bình thường các bác nhá. Đó là phần AM, phần FM các bác nhá. Tôi sẽ thử các bác cái phần line in trước khi tôi sẽ mở máy các bác. Xem phần máy của nó. Tại thế, bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố, mỗi bệnh viện bố trí 5 đến 10 giường bệnh. Tôi sẽ thử cái phần line in các bác nhá. Line in. Viện thường trực đáp ứng nhu cầu về y tế và 18 trung tâm y tế ứng trực phòng chống dịch COVID-19 tại các khách sạn, địa điểm thi đấu, xây dựng tổ y tế phục vụ tại những địa điểm tổ chức đại hội với 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng. Đây là line in các bác này, các bác gạt vào đây là sẽ line in này. Đấy. Tôi tình duyên đến người xưa đã quên. Hôm nay đón tâm thiệp. Cái lúc là lúc kích bát các bác nhá, kích bát kích trống. Lấy chồng giàu sang, đời em yêu may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo.
Ok, đó là cái phần test các cái chức năng cũng như là tính năng của nó các bác nhé. Tôi xin phép được tháo nhanh cái phần vỏ ra để cho các bác chiêm ngưỡng cái sản phẩm này. Em này thì tôi cũng chỉ bắt cơ bản có khoảng độ 4-5 bốc thôi. Tháo cho bác nó nhanh. Tôi sẽ tháo bởi vì các bác mua những sản phẩm vừa tiền thì các bác cũng còn phải đặt câu hỏi. Nó vừa tiền vậy thì cái chất nó như thế nào? Các bác cũng sẽ được xem chất ngay bây giờ luôn. Đấy. Để mình xem mình bỏ cái đồng tiền ra như thế những cái chất nó như thế nào. Đây, tôi xin phép được tháo ngay trước mặt các bác luôn. Đó. Rồi F308 thì trung tâm cũng đã có bán trên kênh rất là nhiều. Đấy, đặc biệt ở cái kênh cũ rất là nhiều luôn. Có sang kênh mới này thì trung tâm cũng chưa giới thiệu cho các bác nhiều hơn. Tôi xin phép được tháo nhanh sản phẩm ra. Em này thì sử dụng rất là ít ốc bởi vì tôi đang bắt tạm thời, giá tạm thời. Ok, đó là phần vỏ đã ra các bác nhé. Đây là phần vỏ nó các bác này. Rồi, phần này đã được tháo ra rồi các bác thấy không? Tôi xin phép được tháo cái phần đằng mặt ra. Phần mặt hơi khó tháo một chút xíu. Nhưng tôi cũng xin phép được tháo để các bác xem nó cẩn thận hơn. Em này tháo rất là buồn cười, tháo là một phát là ra hết luôn. Để lại mỗi cái thân máy thôi. Đấy, rất đặc trưng của cái em này. Đây, tôi xin phép được tháo nhanh. Các bác tiện theo dõi mình xem sản phẩm gì thì mình cũng ngoài cái vấn đề test âm thanh rồi thì mình cũng phải xem được cái chất lượng bên trong của nó như thế nào. Đó là cái điều rất quan trọng. Mình mua sản phẩm nhưng mình phải xem tường tận. Ok, cũng rất là dễ dàng tháo ra các bác nhé. Đây, em đã được tháo ra rất là đơn giản rồi. Tôi xin phép được bỏ cái loa sang một bên. Và tôi sẽ quay các bác rất chi tiết để các bác có thể theo dõi một cách tường tận hơn. Thì đây là một con sáp GF308. Tại sao nói là lồi đồng quý giá? Các bác nhìn giúp em cái cơ. Cái cơ của nó làm như thế này thì các bác thấy không? Cái bánh răng to như nắp bia luôn. Và tất cả các chi tiết của cơ hoàn toàn bằng sắt hết. Sắt không han các bác nhá, sắt không han. Đấy, còn mới keng sờ beng luôn. Đây, cũng nhiều các bác thắc mắc vào đầu từ. Từ con này quá đẹp luôn các bác nhá. Tại sao nó hay tiếng? Đấy, từ rất đẹp luôn. Cả hai từ còn rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, tiếng nó rất là hay. Tất cả các hệ thống bánh tì thì các bác yên tâm là được trung tâm thay mới tinh rồi. Bánh tì thay mới tinh rồi cho nên các bác cứ thế mà dùng thôi. Bánh tì Zecoza đã được trung tâm bảo dưỡng và thay mới tinh. Các bác nhìn thấy bảo dưỡng không có một hạt cát nhỏ bên trong luôn. Đó là cái điều trung tâm rất tâm đắc với bất kỳ sản phẩm nào. Đều làm rất là kỹ lưỡng. Zin 100%. Và đây là hệ thống xuất của nó các bác này. Tại sao nó to là phải thôi. Chơi các bác này. Phía sau này các bác nhé. Đây. Các bác nhìn tinh giúp em nhé. Tất cả máy của nó không còn vết chấm hàn luôn nhé. Zin 100%. Đây, toàn bộ zin 100% và còn rất mới các bác nhé. Đây này. Các cái ổ đó các bác nhìn thấy không? Còn rất mới luôn. Không bị oxy hóa nhiều cái các bác nhìn bây giờ nó đen xì rồi, nó không còn trắng này đâu. Đây, toàn bộ motor zin hết các bác nhé. Motor zin, cả hai motor zin hết luôn. Đây cái phần radio của nó đây ạ. Zin hết toàn phần. Phần nguồn này. Phần nguồn của nó zin hoàn toàn hết các bác nhé, không một vết chấm hàn luôn. Ok, sản phẩm cũng đã được tháo ra và cũng đã được cho các bác chiêm ngưỡng một cách rất là tổng thể và cơ bản để các bác mình bỏ cái đồng tiền ra nó cũng rất là xứng đáng. Thì con này trung tâm đang bán hỗ trợ cho các bác là dưới 5 triệu các bác nhé, dưới 5 triệu. Và đây là cái loa của nó các bác này, loa zin hết các bác nhé, loa zin 100% là sáp hết cả hai loa, đều là sáp hết các bác nhé, zin check đây các bác này. Chắc xịt luôn chứ không phải đấy đâu nhá, không phải là chắc Thạch Anh nhá. Ok, trung tâm xin phép được giới thiệu rất là tường tận sản phẩm rồi. Bác nào quan tâm thì alo sớm nhá. Đây là một trong sản phẩm trung tâm bán cái giá rất là hỗ trợ, rất là hợp lý. Bởi vì em này thì đã được trung tâm kiểm tra rất kỹ về chất lượng rồi. Chất lượng thì là rất được đảm bảo nhưng cái giá thành rất là hợp lý luôn. Và hình thức em này còn khá là đẹp luôn các bác nhá, khá là đẹp luôn. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.